Mến chào quý khán giả đến với tin tức 24 giờ TV, kênh cập nhật liên tục và nhanh nhất những tin tức nóng hổi trong nước và thế giới. Đến với bản tin ngày hôm nay, hãy cùng điểm qua những tin tức hấp dẫn nhất có trong ngày. Mời quý vị, trong bản tin an ninh chính trị nóng nhất 24 giờ hôm nay, mời quý vị và các bạn đến với những tin chính sau đây. Bác khẩn cấp giám đốc CDC Hà Nội liên quan đến Việt Á. Bộ Công an khởi tố vụ án lộ đề môn sinh học kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021. Nhân viên MB Bank, VP Bank vướng lao lý sau vụ vận chuyển 30.000 tỷ trái phép ra nước ngoài. Quảng Ninh bắt đối tượng bị lệnh truy nã về tội giả danh công an lừa đảo chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng. Lật tẩy chiêu trò của thiếu nữ, vờ nhảy cầu để trục lợi. Tạm giam ông chủ của 4 doanh nghiệp ở An Giang, cho thuế hơn 19 tỷ đồng. Sau đây mời quý vị đến với nội dung chi tiết. Mở đầu là thông tin bắt khẩn cấp giám đốc CDC Hà Nội liên quan đến Việt Á. Thưa quý vị, ngày 11 tháng 6, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định về hoạt động đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại CDC Hà Nội. Cùng ngày, cơ quan cảnh sát điều tra ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với hai đối tượng, phó giám đốc phụ trách CDC Hà Nội tại thời điểm tổ chức đấu thầu, nay là giám đốc CDC Hà Nội Trương Quang Việt 49 tuổi và kế toán trưởng CDC Hà Nội Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về việc khẩn trương tổ chức điều tra xác minh thu thập tài liệu làm rõ sai phạm trong việc công ty Việt Á bán kit xét nghiệm COVID-19 và các thiết bị vật tư y tế khác cho các đơn vị, cơ sở y tế trên địa bàn thành phố Hà Nội. Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương thu thập tài liệu chứng cứ đối với các sai phạm cơ sở y tế đóng trên địa bàn thành phố Hà Nội thực hiện việc mua sắm trang thiết bị y tế với công ty cổ phần Công nghệ Việt Á. Quá trình điều tra xác minh ban đầu xác định trên địa bàn thành phố Hà Nội có một số cơ sở bệnh viện y tế công lập thực hiện mua sắm kit xét nghiệm COVID-19 đối với công ty cổ phần Công nghệ Việt Á. Năm 2020, do tình hình cấp bách của dịch bệnh, trong quá trình tổ chức đấu thầu mua sắm kit xét nghiệm COVID-19, các đối tượng được giao thực hiện nhiệm vụ và đã có hành vi móc nối, thông đồng với nhân viên thuộc Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á để vay hàng, sử dụng trước rồi hợp thức hóa hồ sơ đấu thầu sau hoặc đưa các thông số kỹ thuật tính năng sản phẩm của kit xét nghiệm COVID-19 do Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á sản xuất và hồ sơ mời thầu việc làm này giúp cho công ty cổ phần công nghệ việt á là đơn vị duy nhất dự thầu và được trúng thầu gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước sau khi được trúng thầu công ty cổ phần công nghệ việt á đã chiết khấu lại phần trăm giá trị hàng hóa để cảm ơn các đơn vị Quá trình điều tra, đến nay cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội xác định, đối với CDC Hà Nội, trong khoảng thời gian tháng 12 năm 2020, do dịch bệnh bùng phát, kit xét nghiệm COVID-19 khan hiếm nên để đảm bảo có đủ số lượng kit xét nghiệm COVID-19 phục vụ phòng chống dịch, CDC Hà Nội tổ chức đấu thầu mua sắm kit xét nghiệm của công ty cổ phần Công nghệ Việt Á dựa trên quá trình sử dụng thực tế thấy bộ sản phẩm của công ty cổ phần công nghệ Việt Á có nhiều ưu điểm, không có việc bàn bạc với công ty cổ phần công nghệ Việt Á về việc giúp công ty Việt Á được trúng thầu. Tuy nhiên, việc đưa các tính năng kỹ thuật của sản phẩm vào hồ sơ mời thầu để đảm bảo chỉ có công ty cổ phần công nghệ Việt Á cung ứng được sản phẩm đã vi phạm quy định của pháp luật về đảm bảo tính công bằng minh bạch trong hoạt động đấu thầu, gây thiệt hại ngân sách nhà nước số tiền hơn 9 tỷ. Sau khi được thanh toán tiền hai gói thầu, công ty Việt Á đã chuyển lại cho kế toán trưởng CDC Hà Nội số tiền ngoài hợp đồng 1 tỷ đồng. Ngày 10 tháng 6, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, vi phạm quy định về hoạt động đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại CDC Hà Nội. Cùng ngày, cơ quan cảnh sát điều tra đã ra lệnh bắt giữ người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với hai đối tượng đó là Trương Quang Việt, Phó giám đốc phụ trách CDC Hà Nội tại thời điểm tổ chức đấu thầu, nay là giám đốc CDC Hà Nội và kế toán trưởng CDC Hà Nội. Tin tiếp theo, Bộ Công an khởi tố vụ án lộ đề môn sinh học kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021. Thưa quý vị, sau kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 diễn ra, có một phản ánh sự việc bài tổng ôn môn Sinh của thầy Phan Khắc Nghệ cho học sinh trước ngày thi giống hơn 90% so với đề thi chính thức. Cùng với việc khởi tố vụ án, cơ quan điều tra cũng khởi tố hai bị can, nguyên giáo viên một trường tổ Đào sư phạm Hà Nội để điều tra về những sai phạm liên quan đến việc lộ đề thi. Ngày 11 tháng 6, thông tin từ Bộ Công an cho biết cơ quan an ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Bộ Giáo dục và Đào tạo. Quyết định khởi tố vụ án được cơ quan an ninh điều tra đưa ra dựa trên kết quả điều tra vụ việc có dấu hiệu vi phạm trong công tác xây dựng ngân hàng câu hỏi và ra đề thi môn sinh học kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021. Cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can ra lệnh bắt bị can tạm giam đối với Phạm Thị My, nguyên giáo viên một trường thuộc trường đại sư phạm Hà Nội, Khởi tố bị can áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Bùi Văn Sâm, giáo viên một trường thuộc trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Hai à, bị can bị điều tra cùng về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ, quy định tại điều 356 Bộ luật hình sự 2015. Sau khi được Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an tống đạt quyết định và lệnh nêu trên. Vụ việc được thầy Đinh Đức Hiền, giáo viên toán sinh tại hệ thống giáo dục Học Mai Hà Nội phản ánh khi thấy đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 bố sinh học có nhiều phần trùng lập với nội dung ôn tập học sinh của thầy Phan Khắc Nghệ, phó hiệu trưởng trường trung học phổ thông chuyên Hà Tĩnh. Sau khi có dư luận về vụ việc này, Bộ Công an đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo lập tổ công tác liên ngành và cuộc xác minh. Quá trình xác minh đã phát hiện một số tồn tại sơ hở trong gia đề và xây dựng ngân hàng đề, nên Cục An ninh Chính trị Nội bộ kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo chấn chỉnh công tác tổ chức thi và ra đề thi. Trước đó, ngày 12 tháng 12 năm 2021, theo một thành viên của tổ chuyên gia xác minh nghi vấn lộ đề thi môn sinh tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021, thì vụ việc có nhiều dấu hiệu bất thường. Trước đó, sau khi kỳ thi diễn ra, có một số phản ánh sự việc Bài tổng ôn môn thi của thầy Phan Khắc Nghệ cho học sinh trước ngày thi giống hơn 90% so với đề thi chính thức của môn sinh học. Ngày 4 tháng 8, Bộ Giáo dục và Đào tạo lập tổ công tác lên ngành xác minh thông tin phản ánh về đề thi môn sinh học kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2021. Đánh giá của tổ chuyên gia cho thấy có sự bất thường về sự giống nhau quá lớn giữa các đề thi, giữa các đề thi được kiểm tra với nội dung ôn tập của thầy nghệ. Tiếng tiếp theo, nhân viên MB Bank và VP Bank vướng lao lý sau vụ vận chuyển 30.000 tỷ trái phép ra nước ngoài. Trong hồ sơ vụ vận chuyển trái phép hơn 30.000 tỷ ra nước ngoài vừa được Tòa Nhân dân Hà Nội thụ lý, vị kiểm sát nhân dân cung cấp truy tố Nguyễn Thị Nguyệt, 37 tuổi, ở quận Tây Hồ, Hà Nội, cùng 12 đồng phạm về tội vận chuyển trái phép hàng hóa tiền tệ qua biên giới. Ngoài các bị can này, vị kiểm sát nhân dân còn xác định một số cán bộ nhân viên thuộc 3 ngân hàng liên quan vụ án. Theo cơ quan chức năng, giai đoạn 2016 đến 2020, Nguyễn Thị Nguyệt cùng chồng là Phạm Anh Tuấn, cấu kết cùng Phạm Hữu Thuật, 41 tuổi quê Quảng Ninh và các bị can khác hợp thức hồ sơ tạm nhập tái xuất để nhiều lần chuyển trái phép hơn 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài thông qua pháp nhân của 11 công ty. Trong 11 doanh nghiệp trên, 8 công ty do vợ chồng Nguyệt mượn giấy tờ của những người thân lập ra nhằm phục vụ việc chuyển tiền Quá trình điều hành, vợ chồng nữ bị can lôi kéo gì, chị em, cháu trong gia tộc tham gia đường dây phạm pháp. Theo cáo trạng, Nguyệt và Tuấn đã liên hệ với các ngân hàng ở Quảng Ninh, Lào Cai để chuyển tiền dưới hình thức thanh toán quốc tế. Các nhân viên nhà băng thuộc chi nhánh móng cái Quảng Ninh bị cáo buộc liên quan hành vi của các bị can gồm Phạm Thị Minh Ngân, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB Bank, Nguyễn Ngọc Sơn và Phan Ngọc Duy, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng VP Bank. Hoàng Thị Phương Anh, Nguyễn Thu Hoa, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương tín Sacombank. Cáo trạng cho thấy tại VPBank Móng Cái, ông Phan Ngọc Duy là phó giám đốc chi nhánh, còn Nguyễn Ngọc Sơn phụ trách khách hàng doanh nghiệp. Thông qua chi nhánh này, bà Nguyệt đã chuyển trót lọt 6.400 tỷ ra nước ngoài. Năm 2017, ông Sơn biết Nguyễn Thị Nguyệt lấy pháp nhân công ty Ma để chuyển tiền ra nước ngoài qua nhà băng này. Tuy nhiên, sơ và bà Nguyệt vẫn thỏa thuận làm giấy tờ khống, Sơn được trả thù lao từ 500 000 đến 1,5 triệu đồng trên 1 triệu đô mỗi khi giao dịch thanh toán quốc tế thành công. Vị kiểm sát nhân dân cho rằng Sơn đã hưởng lợi khoảng 70 triệu đồng. Phan Ngọc Duy là người phê duyệt các hồ sơ thanh toán quốc tế do bà Nguyệt chuẩn bị. Theo cáo buộc, Duy đã hưởng lợi khoảng 200 triệu đồng. Ngày 11 tháng 11 năm 2021, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh xét xử tuyên phạt bị cáo Duy 4 năm 6 tháng tù, Sơn 5 năm tù về tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ có biên giới. Tại MB Bank Móng Cái, Viện Kiểm sát Nhân dân Hà Nội xác định nhân viên nhà băng Phạm Thị Minh Ngân được giao thực hiện thanh toán quốc tế cho 6 công ty do Nguyệt thành lập. Cục điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã khởi tố bị can đối với Phạm Thị Minh Ngân về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Cáo trạng nêu tại Sacombank Móng Cái, Nguyễn Thị Nguyệt Nga và các bị can đã nhiều lần chuyển hồ sơ thanh toán quốc tế của 4 công ty cho chi nhánh ngân hàng. Sau đó, các nhân viên Hoàng Thị Phương Anh, Nguyễn Thu Hoa đã tiếp nhận Vị kiểm sát nhân dân xác định bị can Nguyệt nhiều lần bồi dưỡng cho hai nhân viên này khoảng 80 triệu đồng. Năm 2018, trong một lần xử lý hồ sơ, Phương Anh và phía Sacombank nghi ngờ hành vi chuyển tiền của bà Nguyệt trái quy định nên dừng giao dịch. Cơ quan tố tụng đánh giá Phương Anh và Hoa không biết Nguyệt chuyển tiền trái phép ra nước ngoài nên không đề cập xử lý. Chuyển sang tin tiếp theo, Quảng Ninh bắt đối tượng bị lệnh truy nã về tội giả danh công an lừa đảo chiếm đoạt gần 2 tỷ. Thưa quý vị, ngày 11 tháng 6, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị này vừa bắt giữ Nguyễn Kim Thông, sinh năm 1986, trú tại khu phố 6, phường 1, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, là đối tượng bị Công an tỉnh Quảng Trị truy nã về hành vi giả mạo cán bộ công an để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều người khi đối tượng này đang lẩn trốn tại thành phố Móng Cái. Theo hồ sơ tại cơ quan chức năng, trong thời gian từ tháng 2 đến tháng 10 năm 2017, Thông đã dùng thủ đoạn gian dối, đưa ra các thông tin sai sự thật, sử dụng giấy chứng minh công an nhân dân, thẻ tuần tra kiểm soát giả để vay tiền, sau đó chiếm đoạt và bỏ trốn. Tổng số tiền đối tượng vay và chiếm đoạt của 8 công dân đều trú tại tỉnh Quảng Trị lên đến 1,99 tỷ đồng. Sau khi vay tiền, Nguyễn Kim Thông đã bỏ trốn khỏi địa phương và dạt ra thành phố Móng Cá để ẩn náu. Căn cứ tài liệu chưa cứ thu thập, ngày 6 tháng 2 năm 2018, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Quảng Trị ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, quyết định truy nã đối với Nguyễn Kim Thông về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo quy định tại khoản 4, điều 139 Bộ luật hình sự năm 1999 Đầu tháng 6 năm 2022, bằng các biện pháp nghiệp vụ và sự phối hợp giúp đỡ của các đơn vị trong và ngoài lực lượng công an nhân dân, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện thông đang sinh sống tại thành phố Móng Cái nên đã tiến hành bắt giữ đối tượng. Tại cơ quan công an, thông đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình phù hợp với tài liệu có trong hồ sơ vụ án. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã bàn giao đối tượng cho cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh để tiếp tục điều tra giải quyết theo quy định. Tiếng tiếp theo, lật tẩy chiêu trò của thiếu nữ vờ nhảy cầu để trục lợi. Thưa quý vị, ngày 11 tháng 6, lãnh đạo Công an huyện U Minh, cà mau xác nhận, đơn vị này vừa lật tẩy chiêu trò của một cô gái giả vờ nhảy cầu vì tình để trục lợi. Trước đó khoảng 10 giờ ngày 9 tháng 6, Công an thị trấn U Minh tiếp nhận tin báo của người dân tại cầu Biện Nghị, khóm 3, thị trấn U Minh có một cô gái định nhảy cầu. Ngay lập tức, Công an thị trấn U Minh phối hợp với đội cảnh sát hình sự, Công an huyện U Minh nhanh chóng tiếp cận cô gái trên và vận động thuyết phục. Sau khi vận động thuyết phục cô gái từ bỏ ý định, sau đó lực lượng làm nhiệm vụ đưa cô gái này về trụ sở để làm rõ vụ việc. Qua làm việc, cô gái cho biết mình tên Nguyễn Ngọc Lan, 17 tuổi, ngụ huyện Bến Cát, Bình Dương. Thông qua mạng xã hội Zalo, Lan có quen một thanh niên tên là Phúc ở Cà Mau, nên bắt xe từ Bình Dương xuống Cà Mau để gặp Phúc. Khi gặp người tên Phúc, Phúc lừa lấy số tiền gần 6 triệu đồng, số tiền để trị bệnh cho cha Lan mà người cậu vừa cho mượn và tiền bán điện thoại theo Phúc yêu cầu. Phúc đưa Lan một chiếc lắc tay màu vàng. Sau khi đưa tiền cho Phúc, Phúc nói Lan ngồi ở quán nước chờ, nhưng chờ mãi không thấy Phúc quay lại, Lan mang chiếc lắc tay màu vàng đi bán, phát hiện là vàng giả. Lan sau đó đã bắt xe vào huyện U Minh để tìm Phúc. Do nghe Phúc nói quê ở U Minh, nhưng không gặp được Phúc nên Lan có ý định nhảy cầu. Lật tẩy chiêu trò Tuy nhiên qua xác minh, cơ quan công an xác định cô gái này là Nguyễn Ngọc Lam, 19 tuổi, ngụ xã Tân Đức, huyện Đầm Rơi, Cà Mau. Lam đã sử dụng thủ đoạn trên tại nhiều địa phương trong tỉnh Cà Mau để lợi dụng tình thương của người dân nhằm trục lợi. Trước đó, ngày 1 tháng 12 năm 2021, cô gái này từng cố ý định nhảy cầu tại cầu Trà Là thuộc ấp Giá Ngự, xã Đông Hưng, huyện Cái Nước, Cà Mau. Lúc đó, cô này mạo danh 20 tuổi dân tộc Khmer, hộ khẩu thường trú tại thị trấn Nam Căn, huyện Nam Căn, Cà Mau. Lý do nhảy cầu cũng là vì thất tình. Đồng thời, qua xác minh trên phạm vi toàn tỉnh, Lam từng cố định nhảy cầu như Lương Thế chân, cầu Hòa Trung. Trong vòng mấy tháng nay, Lam có ý định nhảy cầu ít nhất 7 lần. Sau mỗi lần có ý định như vậy, Lam được cho một số tiền để tạm thời thoát khỏi ý nghĩ tự kết liễu, Bộ Quần tin cho hay. Qua sự việc trên, Công an tỉnh Cà Mau khuyên cáo, mọi người hãy cẩn thận, đừng nhẹ dạ cả tin đối với các hoàn cảnh bất hạnh, không có cơ sở. Chuyển sang tin tiếp theo, tạm giam ông chủ của 4 doanh nghiệp ở An Giang trốn thuế hơn 19 tỷ đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự rửa tiền, lệnh bắt bị can để tạm giam Ngô Phú Cường, sinh năm 1974, chú khóm Tây Khánh 2, phường Mỹ Hòa, thành phố Long xuyên, tỉnh An Giang. Cơ quan điều tra xác định Ngô Phú Cường là người trực tiếp quản lý điều hành mọi hoạt động kinh doanh bán cát của 4 công ty, trong đó công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Cường do Cường đứng tên đại diện pháp luật và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Song Thoại do con gái Cường đứng tên đại diện pháp luật. Từ năm 2016 đến 2020, Ngô Phú Cường đã trực tiếp giao dịch mua bán cát với một số công ty trong và ngoài tỉnh với tổng doanh thu hơn 63 tỷ, thanh toán vào hai số tài khoản cá nhân do Ngô Phú Cường đứng tên. Toàn bộ số tiền doanh thu này, Ngô Phú Cường không xuất hóa đơn khi xuất bán cát, không ghi chép vào sổ kế toán và kê khai thuế trong 4 công ty do Ngô Phú Cường quản lý. Kết luận giám định của cục thuế tỉnh An Giang xác định số tiền thiệt hại giảm nộp ngân sách nhà nước do hành vi vi phạm pháp luật về thuế của công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Cường và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sông Thoại là hơn 19 tỷ đồng. Trước đó ngày 22 tháng 4, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh An Giang khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Phú Cường để điều tra về hành vi trốn thuế, quy định tại khoản 3 điều 200 bộ luật hình sự. Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định Ngô Phú Cường dùng số tiền 2,4 tỷ đồng trong tổng số tiền hơn 19 tỷ đồng đã trốn thuế kể trên để thực hiện giao dịch mua bán, chuyển nhượng quyền sử dụng đất với hành vi này cơ quan điều tra công an tỉnh an giang tiếp tục quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự rửa tiền xảy ra tại hai doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn phú cường và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sông thoại đồng thời thực hiện lệnh bắt bị can ngô phú cường để tạm giam Công an tỉnh An Giang kêu gọi các tổ chức cá nhân doanh nghiệp có liên quan hoạt động vi phạm pháp luật của bị can Ngô Phú Cường đến ngay phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh An Giang, số 6, đường Tô Đức Thắng, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang để khai báo và nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của tin tức 24 giờ TV. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến trái chiều, mời quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời trả lời. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những bản tin kế tiếp của Tin tức 24h TV.